chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão. Ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói, tựa gió mây trôi cuối chân trời. Chuyện tình yêu cho nhau yêu thương và những môi hôn ngọt ngào, tựa trăng sao trên trời cao sẽ mãi muôn đời có nhau. Rồi thời gian trôi mau bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời. Chợt rơi xuống lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Nụ hôn ngày xưa đã phai một mai thức giấc, chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đêm. Giữa cuộc đời dông bão ai người đưa. Mà có phải ai cũng biết được bộ mặt thật đằng sau cái vẻ lịch sự của thằng cha Lê Thanh đâu. Chị còn nhớ sau cái đêm nó bị Lê Thanh chuốc rượu cho say mềm, tước đoạt đời con gái trinh trắng của nó. Nó đã như điên như dại lao đến nhà chị. Nó có một hai muốn chết. Rồi từ đó nó cũng thay đổi dần, chai lì hơn, chấp nhận hơn. Chị có thể đảm bảo chính xác 100% người đàn ông giấu mặt trong đoạn clip đó chính là Lê Thanh. Bao năm qua, nó chỉ biết một người đàn ông duy nhất là anh ta. Mình cũng chỉ mới gắn bó vài tháng gần đây. Mà Minh lại là một người đàn ông có tư cách. Miệng lưỡi thiên hạ thật là độc địa. Không hiểu chị có vượt qua được cái scandal này không nữa. Như vậy mới biết cuộc đời không bao giờ có được sự toàn vẹn. Hồi sáng trước khi tới bệnh viện, em cũng đã chạy qua chỗ bệnh viện chị ấy cấp cứu, nhưng mà không có được vô. Nghe dư luận cứ sôi sùng sục lên, em thấy thương chị quá. Chị An à, còn chuyện của chị và anh Long, nếu lòng chị vẫn còn thương ảnh, chị hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi nha. Suốt một tuần ở bên ảnh, chứng kiến cảnh ảnh mất ăn mất ngủ, tận tụy để lo cho chị, em thật là cảm động vô cùng. Em thấy anh Long đã ân hận và dằn vặt rất nhiều rồi. Trên đời này thật sự không có ai hoàn hảo cả, kể cả em và chị nữa. Đâu phải lần đầu tiên ảnh làm cho chị buồn, nhưng lần này lòng chị đau lắm. Cứ mỗi lần nghĩ tới, ruột gan chị giống như bị bào xát. Chị không làm sao để dứt bỏ nó đi được. Em hiểu mà, chuyện này thật sự là rất khó khăn với chị. Nhưng em vẫn mong chị rộng lòng cho anh một cơ hội cuối cùng. Chị quên. Bệnh em đỡ nhiều chưa? Dạ cũng đỡ rồi anh, nhưng mà cũng bác sĩ nhắc là ở lại theo dõi để đảm bảo là bệnh sống. Chị vừa mới chạy qua chỗ Mỹ Khanh nằm, định vô thăm cổ một chút nhưng chưa được vào.
Thiệt là nhiều chuyện buồn xảy ra cùng một lúc. Chị và anh Hưng sống thế nào? Có ổn không? Chị và anh suốt ngày gây lộn. Hưng là một mẫu người đàn ông có tính cách không ổn định. Anh có thể vừa ngọt ngào đó, lại ngay lập tức có thể giận dữ, thiếu kiềm chế. Sống với ảnh, chị mới biết thêm một cá tính mới. Đó là tính sở hữu rất lớn. Anh thích sở hữu tất cả mọi thứ, kể cả chị. Đôi lúc ảnh khiến chị cảm thấy mình giống như một món đồ trong tay ảnh, hơn là một người vợ. Tiêu, đừng có quá lo lắng cho chị. Chị đang dần dần thích ứng với ảnh. Chị sẽ cố gắng dần dần cải thiện tình cảm với ảnh. Người phụ nữ khi đã bước chân vào cuộc sống gia đình thì sẽ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như không muốn phá vỡ nó. Chị cũng đã thay đổi nhiều. Em thấy chị đã cứng cáp hơn và cũng tự chủ hơn. Coi kìa, ai mà lên mặt như bà già khen tôi vậy ta? Bộ trước đây tôi sến lắm sao? Chứ còn gì nữa. Em và anh Tuấn sao rồi? Sao? Có chuyện gì hả? Tiêu cho chị biết đi. Không, không có gì đâu. Giữa em và ảnh đâu có gì. Tiêu à, thật lòng chị chỉ mong em và anh Tuấn thành một đôi. Có như vậy thì lòng chị mới an khi nghĩ về anh Tuấn. Bác cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Khí hậu ở đây tương đối dễ chịu, thường là cho việc tình dưỡng của bác lắm á.
Alo, tôi nghe. Alo anh Hải hả? Em là Long nè, em đưa bác tới rồi. Tới rồi hả? Anh vô đi, tôi ra liền. Dạ. Mình đi đường này nè bác. Ờ. Anh có phải là anh Hải không? Chào bác. Chào cậu. Dạ chào. Chào anh. Tôi là Hải, giám đốc khu điều dưỡng. À, em là Long, bạn của Minh. Em đưa bác tới đây nghỉ ngơi vài ngày. Chắc mình đã nói với anh rồi. Mình có nói với tôi rồi. Dạ, dạ con đã chuẩn bị chỗ sẵn cho bác. Dạ, dạ. Mời anh và bác vào dạ. đây. Mời bác đi lối này. Dạ. Mời bác vô. Bác thấy sao? Hy vọng bác sẽ hài lòng với căn phòng này. Mời bác ngồi. Chỗ này được lắm. Cháu muốn bác ở đây cho có bạn. Ở đây có những sinh hoạt tập thể rất vui. Cháu hy vọng bác sẽ thích. Còn nếu như bác muốn không gian yên tĩnh hơn nữa, bác đừng ngại, cứ kêu cháu một tiếng. Cậu thật là nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn cậu. Con đưa bác tới đây á, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Bác cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi nha. À, anh Hải à, à, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Ừ. Dạ, con xin phép bác. Cháu con xin ra ngoài bác. Chuyện là như vậy đó. Em mong anh lưu tâm và giúp cho trường hợp của bác ấy. Nếu bác ấy biết được chuyện này, chắc bác ấy sẽ ngã quỵ mất. Anh yên tâm, tôi biết phải làm gì. Anh nhắn với Minh, tôi sẽ làm mọi chuyện cho cậu ấy. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh. Em đã đỡ mệt chưa? Em cứ khóc đi. Khóc cho thỏa thích đi. Khóc cho trôi hết những điều đau khổ. Lúc này em cần phải thật vững vàng. Kẻ nào đó đang muốn hủy diệt tinh thần của em. Nếu em buông xuôi, có nghĩa là em chấp nhận những điều thua thiệt về mình. Em chấp nhận để hắn có điều kiện chà đạp lên em, nhúng em xuống vũng bùn nhơ. Em phải cố gắng lên. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và không bao giờ rời xa em. Minh à, bên cảnh sát điều tra họ muốn lấy lời khai của Mỹ Khanh. Chị mời họ vô đi. Ừ. Em hãy cố gắng trả lời thật rõ ràng nha. Chào Mỹ Khanh. Chúng tôi bên cảnh sát điều tra. Mỹ Khanh cảm thấy khỏe chưa? Cô có thể làm việc với chúng tôi được chưa? Ừ. Xin phép anh chị cho chúng tôi ít phút, sau đó cũng xin được làm việc với anh chị luôn. Ừ.
Trâm Anh. Anh Long, anh mới về hả? Ừ, anh vừa tới là vô đây liền đó. Cơ thể không vận động một thời gian, các trương lực cơ sẽ bị yếu đi. Chính vì vậy, việc đi lại sớm sẽ giúp máu huyết lưu thông, để nuôi dưỡng những phần bị tổn thương. Tập lúc đầu chị sẽ cảm thấy chóng mặt, nhưng mà chị phải cố gắng lên. Trước mắt mỗi ngày đi lại vài vòng, sau đó tăng dần lên. Nhất là chân của chị, phải cử động nhiều thì mới tốt. Alo, anh Bình hả? Dạ, em về khoa ngay đây. 3 phút là em về tới à. Anh giúp chị tập tiếp nha. Chú ý đừng có để cho chị mệt. Anh nhớ rồi, em lo việc của em đi. Em đi nha. Không cần, tôi tự đi được. Được cái gì? Có chuyện té đó. Buông tôi ra. Anh xin em đó, té bây giờ là rất nguy hiểm. Em muốn giận anh, ghét bỏ anh cũng được, nhưng em phải để cho anh giúp chứ. Anh Thanh, bên cảnh sát điều tra muốn gặp anh. Có việc gì? Dạ, có lẽ liên quan tới clip set của Mỹ Khanh. Cho họ vô đi. Dạ. Anh nè, dàn bên ngoài là không phiền, lúc tôi đang làm việc nghe. Dạ. Chào ông. Tôi xin hỏi, tôi đang được đón tiếp ai đây? Thưa ông, chúng tôi bên cảnh sát điều tra thuộc Cục An ninh Văn hóa và Phòng chống tội phạm tinh học. Chúng tôi muốn ông hợp tác với chúng tôi để điều tra về đoạn phim nóng của ca sĩ Mỹ Khanh được tung lên mạng trong thời gian vừa qua. Ông sẵn sàng chứ? Tất nhiên rồi. Giúp đỡ các anh là trách nhiệm của tôi mà. Mời ngồi uống nước. Mời anh chị. Mời chị qua uống nước. Các anh cứ trao đổi, phần tôi sẽ hỏi anh sau. Ông Lê Thanh, cô Mỹ Khanh đã hợp tác với ông được 5 năm trong quan hệ công việc. Vậy cô Mỹ Khanh đã từng có mâu thuẫn với những ai? Những chuyện bằng mặt như không bằng lòng, đương nhiên là có. Nhưng nếu để nảy sinh mâu thuẫn tới mức hận thù hoặc xung đột, tôi chắc chắn là không có. Bản thân Mỹ Khanh, cô ta cho dù đã đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao, nhưng cô ta là một người khá ôn hòa. Về quan hệ nam nữ, Mỹ Khanh đã từng gắn bó với những người đàn ông nào, ông có được biết hay không? Tôi ký hợp đồng với cổ là trên phương diện công việc, còn đời sống riêng tư tôi cũng không sâu sát lắm.
Gần đây tôi thấy cô gắn bó với một chàng thanh niên trẻ, là dân chơi bời, nghe đâu là dân du học mới về. Với thanh niên bây giờ ăn chơi ngông cuồng hơn ngày trước rất nhiều. Vậy còn việc tin đồn ca sĩ Mỹ Khanh là nhân tình của ông, và đã xảy ra một cuộc đánh ghen giữa vợ ông và cô ấy? Chà, tôi cũng không ngờ phía an ninh cũng quan tâm tới những tin đồn thổi như vậy. Thật sự thì câu chuyện này là do bà vợ tôi muốn xử ép Mỹ Khanh trong việc hợp tác. Tôi không chấp nhận. Vậy là bà đổ thừa cho tôi rằng có quan hệ tình cảm với Mỹ Khanh. Sau vụ đó bà cũng đã xin lỗi Mỹ Khanh rồi. Mỹ Khanh á, đang đứng trên đỉnh cao của nghề nghiệp. Doanh thu của cô ta từ phát hành băng đĩa, từ cassette, từ quảng cáo, hàng năm lên đến hàng tỷ đồng. Vậy việc cô ấy ra đi có khiến ông bị ảnh hưởng nhiều không? Có, đương nhiên là có chứ. Mà còn ảnh hưởng khá nặng. Sau khi Mỹ Khanh tuyên bố chia tay với Siêu Sao, tôi đã buộc phải hủy bỏ biết bao nhiêu hợp đồng biểu diễn lẫn quảng cáo. Tôi cũng không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Tới lúc có thể gặt hái được thành quả tốt nhất thì bây giờ cô lại từ chối. Tôi cũng đã khuyên cổ, nhưng cổ nói cổ có nỗi khổ tâm riêng. Tôi nghĩ việc này chắc có lẽ liên quan tới gia đình. Có nghĩa là cô ta đã khiến cho ông bị thiệt hại nhiều, và chính điều này làm cho ông không hài lòng, đúng không? Đúng. Thú thật, tôi cũng giận cổ lắm chứ. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Hợp đồng đã hết mà đối tác là không muốn, mình đâu có ép người ta được. Ông nghĩ sao trước nghi vấn? Ông chính là người chủ mưu đã tung đoạn phim đó lên mạng. Tin đồn thì bao giờ cũng phong phú, đó chính là mặt hấp dẫn của nó. Nhưng tôi chỉ xin lưu ý anh chị một điều. Vì lý do gì để tôi sẵn sàng hy sinh thành quả, danh tiếng của mình một cách ngu ngốc như vậy? Tôi có thể tạo ra cho giới showbiz này không chỉ là một Mỹ Khanh, mà còn rất nhiều Mỹ Khanh khác nữa. Cô ta không đáng để cho tôi phải bận tâm đâu. Đây là số phone của tôi. Nếu như ông có điều gì cần liên lạc thì hãy gọi cho chúng tôi. Máy thông 24/24. Còn bây giờ chúng tôi không làm phiền ông nữa. Chào ông. Chào anh. Chào. Alo. Alo. Cô đó hả? Chuyện gì? Nếu như có điện thoại gọi đến nhà hoặc có bên an ninh tới gặp để hỏi một số thông tin về Mỹ Khanh, cô nhớ trả lời là việc đánh ghen của cô là một sai lầm. Cô đã rất ân hận vì giận quá nên mất khôn. Sau đó cô đã xin lỗi cô ta. Nhớ rõ chưa? Ngoài ra, họ hỏi chuyện gì riêng tư của Mỹ Khanh thì nhớ từ chối, nói là không quan tâm nhiều. Cô hiểu chưa? Tôi cũng tò mò lắm. Tôi muốn biết mặt của đàn cha với một vị nhỏ đó đó là ai, quen hay lạ. Ông biết không Lê Thanh? Câm miệng. Giờ không phải là lúc lên cơn quản thư đâu. Đúng là đồ đàn bà mắc dịch. Đúng như lời Mỹ Khanh nói, căn phòng này hình như được lót cách âm. Và theo thông tin tôi mới nhận được, tôi nghĩ có thể vụ ra đi của Mỹ Khanh đã khiến Lê Thanh bị trượt mất bao hợp đồng quảng cáo dài hạn trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đồng thời hợp đồng biểu diễn thường xuyên hơn 2 tỷ với hai sân khấu ca nhạc lớn cũng bị hồi lại. Doanh thu suốt 5 năm chỉ bằng con số 0 mà Lê Thanh đáng ra có được nếu Mỹ Khanh tiếp tục tham gia hợp đồng với anh ta.
Rõ ràng là nhìn bên ngoài thì ông ta không dính dáng gì tới vụ scandal này. Còn nếu có dính vào thì rõ ràng là ông ta rất giỏi che đậy. Cuối giờ chiều nay sẽ qua phòng nghiệp vụ để xem kết quả truy lùng địa chỉ IP phát tán clip này đã có chưa. Chị hồi phục rất tốt. Vài hôm nữa chị có thể ra viện. Thiệt hả bác sĩ? Sốt ruột quá phải không? Tuy nhiên phải duy trì chế độ tập luyện đều đặn thì mới đi lại được. Em có thể trở lại công việc luôn được không, thưa bác sĩ? Được. Nhưng mà chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Dạ. Chăm chỉ như vậy hèn chi được chồng thương quá trời luôn ha. Dạ không mà. Mới đây cảnh sát điều tra đã tới công ty Siêu Sao, là nơi mà ca sĩ Mỹ Khanh giữ hết hạn hợp đồng hợp tác sau 5 năm. Giám đốc công ty Siêu Sao Lê Thanh cho biết ông sẽ nỗ lực hợp tác với cảnh sát điều tra để nhanh chóng đưa sự việc này ra ánh sáng. Dù ca sĩ Mỹ Khanh hiện tại không còn chịu sự ràng buộc của công ty Siêu Sao, nhưng đó là trách nhiệm của công ty nơi đã đào tạo ra ca sĩ Mỹ Khanh hiện nay. Cảnh sát điều tra cũng đã đề cập tới mối quan hệ hơn mức bình thường giữa giám đốc Lê Thanh và ca sĩ Mỹ Khanh đã từng dẫn đến scandal đánh ghen năm ngoái. Lê Thanh cho biết phần lớn là do bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Đôi bên đã hòa giải. Về mối quan hệ tình cảm của Mỹ Khanh hiện nay, ông không nắm rõ bởi vì điều đó không nằm trong ràng buộc hợp đồng. Tuy nhiên, Lê Thanh cho biết người đàn ông gần đây thường xuyên xuất hiện với Mỹ Khanh là một thanh niên trẻ vừa mới du học về. Về tuổi trẻ, tôi xin miễn bình luận. Ông bầu số 1 của giới showbiz, người chuyên đào tạo ra các siêu sao đã nói vậy. Mọi người à, sếp đâu rồi? Sếp đang ở trong phòng á. Tôi qua gặp ông một lát. Khổ cho thằng Minh, không biết nó có trụ được qua sự việc lần này không nữa. Đây là một bài học quý giá dành cho những ai muốn lấy gót theo sư phụ Minh. Yêu người thuộc giới, người của công chúng, dịch sát nghĩa là người của chung đó. Thôi đi ông, đừng có nói chuông hoa nữa. Đây cũng là cơ hội tốt để ảnh đo lường tình cảm của mình thực sự gắn bó với cổ đến đâu. Lửa thử vàng mà. Tôi lại thấy thương cổ. Trong chuyện này á, rõ ràng cổ là người bị hại mà. Em muốn anh cho em nghỉ phép. Không nói thì chắc anh cũng đã biết. Em không thể đứng ngoài cuộc nhìn cổ bị hủy hoại được. Em muốn dành thời gian để đi tìm địa chỉ IP đó. Anh sẽ cố gắng thu xếp, nhưng càng nhanh trở về công việc càng tốt. Sắp tới phòng mình được giao thêm một vài phần mềm. Mình đã ký hợp đồng nguyên năm rồi đó. Coi như cổ gặp nạn, cậu hãy sát cánh bên cổ nha. Cảm ơn anh. Không có gì. Em có chuyện gì mà ngơ ngẩn vậy? Dạ, đâu có gì. Thiệt là sảng khoái quá. Chị ngồi xuống đây nghỉ một chút nha. Không biết bây giờ Mỹ Khanh có sao không?
nó có bề gì không? Nghĩ tới Mỹ Khanh thấy tội quá. Em cũng đã định tới thăm lần nữa, nhưng mà nghe nói bệnh viện vẫn chưa cho ai vào thăm, tránh tình trạng cổ bị sốc thêm lần nữa. Em cũng đã gọi điện thoại cho cổ, nhưng mà tất cả các số máy đều không liên lạc được. An à, em khỏe chưa mà đi ra ngoài vậy? Chị cũng đỡ rồi, giờ thì chân chỉ đi nhẹ nhàng hơn. Thôi, em đưa chị An vào trong được rồi, ngoài này gió lạnh lắm. Ừ. Chào cô. Cô cố gắng uống to thuốc chúng tôi kê đều đặn vào mỗi ngày. Cô dành thời gian để nghỉ ngơi, và cô nhớ là ăn uống cho điều độ. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề. Sau cơn mưa ông trời lại sáng. Nhớ nữa nha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người ra ngoài bằng xe cứu thương. Lẽ tất nhiên các anh chị phải chịu cực một chút, là không được ngồi vì sợ lộ mặt. Anh chị xuống đâu thì cứ việc nói với lái xe. Tôi đã dặn mọi chuyện với lái xe rồi. Bây giờ cũng tới giờ, chúng ta ra ngoài thôi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Lên đi em. Đợi chị chút. Dạ. Em hãy cố gắng tĩnh dưỡng cho thật thoải mái. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá để sinh bệnh. Mọi người đều thương em lắm. Anh lo được cho ba, đó là điều em cần nhất. Bên em đã có anh rồi, em không sao đâu. Xong việc anh tới với em ngay nha. Anh yêu em. Thời gian này chị ráng lo cho cổ giùm em. Tới nơi thì báo tin cho em biết. Em không đưa cổ đi được vì còn một số việc phải giải quyết. Chị cảm ơn em rất nhiều. Em cũng nhớ bảo trọng nha. Từ bây giờ trở đi em hãy liên lạc với chị và Mỹ Khanh theo số máy này.
Thôi chị đi nha. Dạ. Ừ. Chị về em lại thấy trống trải hơn. Giờ rảnh rỗi không còn chỗ để chạy qua chạy lại nữa. Qua đi. Thật là thoải mái quá. Cái anh thích nhất ở nhà là mỗi ngày được tắm mấy lần luôn. Chắc em thích tắm ở nhà lắm đúng không? Mừng em đã bình phục. Cảm ơn cô. Dạ cô. Chúng ta lên xe luôn nha. Tôi muốn đưa anh về tận nhà. Dạ. Xin chào. Dạ. Anh đi nha. Dạ. Dạ, con mời cô ngồi. Mời cô ngồi. Ừ. Con mời cô uống nước. Hai em ở đây lâu chưa? Dạ, dạ không. Dạ chỉ có mình đang ở đây thôi. Còn con ở chỗ khác. Con cũng muốn tá túc ở đây lắm. Nhưng mà chưa được cấp phép. Vậy là ăn sống ở đây một mình? Dạ. Chỗ ở đây dễ thương quá. Em ở đây lâu chưa? Dạ, nếu như không tính thời gian di chuyển thì con ở đây cũng gần 4 năm rồi. Con có chuyện này muốn nói với cô. Em cứ nói đi, đừng ngại gì hết. Về tiền viện phí, con được biết là cô đã thanh toán hết toàn bộ. Con rất cảm kích cô. Nhưng mà chắc là cho con được trả dần số tiền đó. Trời ơi, chuyện nhỏ như vậy thôi. Em quan tâm đến làm gì? Thứ nhất, tôi cũng có một phần liên quan tới tai nạn của An. Đồng thời, An là một nhà thiết kế tài năng. Tôi rất mong có dịp được cộng tác với em. Cứ coi như số tiền đó tôi đang dùng để đầu tư lâu dài. Dạ, làm như vậy nhưng con cũng ngại lắm. Đừng băn khoăn về chuyện đó nữa. Bây giờ tôi về, để cho em nghỉ ngơi nha. À, An à, khi nào đi làm thì gọi cho tôi nha. Dạ, chào dạ. Cô. Tình yêu hôm qua mang biết bao nhiêu mộng mơ dành cho nhau, yêu thương và những môi hôn ngọt ngào tựa trăng sao trên trời cao, sẽ mãi muôn đời có nhau rồi thời gian trôi mau
bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời, tình thoáng mong manh mơ hồ, nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi, nụ hôn ngày xưa đã phai, một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời.